Hello anh em nhá, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới ra video mới. Thì hôm nay tôi sẽ nói qua về con tướng mới nhá. Thì con tướng mới event tướng mới lần này sẽ diễn ra vòng khoảng 10 ngày. Thì con tướng mới là Lost Valentine. Thì cũng không liên quan lắm đến Valentine, tại vì cũng qua Valentine lâu rồi, Valentine tháng 2 cơ, mà bây giờ còn cuối tháng 10 rồi. Thì khả năng gần tới Halloween thì có thể là sẽ có thêm một vài event mới nữa. Thì đầu tiên là skill của con này. Skill của con này là khi dùng skill thì có 5 bát và một con địch, thì khá giống con sao. Tuy nhiên là con này gây đam có mắc, tôi nhớ 15 sao là 78, có 25% hút máu và mỗi cái này mắc là được 12 cái con bát này. Thì địch cái lần dùng chiêu cuối của địch lần tới sẽ không được dùng, và mỗi vòng thì có 2 bát. Cái lợi của con này là tăng đam, tất cả đam vào cái địch thêm 1% mỗi cái bát ấy. Thì nếu mà 12 thì được 12%. Thì còn cái dây của con này là 50% cơ hội tăng 2 bát. Về áp thì có thêm đam thôi, có hồi máu. Nói chung là tôi thấy con mới này thì nó không có khỏe anh em ạ. Còn suy nghĩ của anh em thế nào thì anh em cứ comment phía dưới video thôi nhá. Tại vì con này thứ nhất là tôi nói không khỏe vì sao, vì con này yếu hơn đam con sao. Sao mắc lúc cuối được 140 đam cơ cho mỗi một con bọ, con này thì được có 78 thôi. Sao thì nó thuần đam, con này thì có cả đam và hút máu. Thế nên là con nào mà càng lắm hiệu ứng thì cái đam của nó sẽ yếu hơn. Bây giờ thì một là tướng nó phải có nhiều skill, hai là nhiều hiệu ứng cả skill, ba là thuần đam. Ví dụ như con sói xanh lần tháng trước ấy, thì nó thuần đam thì khá là khỏe. Con này thì cả đam cả hồi máu. Thì theo tôi thấy con này thì chỉ hợp lý đi Ancient Beast anh em nhé. Còn đánh PvP bình thường thì khá là yếu, tại vì skill con này chả dứt điểm được ai cả. Đấy, thế là theo cảm nhận cá nhân của tôi, bây giờ nó có quá nhiều con tướng khỏe để vào team 1 rồi. Thì con này gần như là không thể nạp vào team chính được. Rồi, quét hôm nay thì chỉ có một vài quét thôi. Ví dụ cái này là đăng nhập này. Cái chìa khóa này để mai anh em chơi event nhá. Event nó sẽ khả năng là sẽ giống như tháng trước, con xanh lá, con sói xanh lá ấy. Tức là sẽ mở theo từng ô tháp để được đồ, mở phần đến cuối cùng thì mới ra được ad. Con này khá là khó, tôi nghĩ là như thế. Phải kiếm đồ này thì dễ, nhưng mà kiếm ad thì lại khó. Ở đây có một số nhiệm vụ như kiếm night coin này, hulan này thì dễ này, anh em free ăn được này. Nairos thì không biết free chắc là cũng có thể đi được đến cuối đấy nếu mà hên. Cái này là kiếm tướng đắc, cái này thì hơi khoai với tôi vì tháng trước vừa mới lên một tướng 13 sao rồi, giờ để bảo lên nữa thì khó lắm. Thế anh em để ý chút nhé, event còn 9 ngày 17 giờ. Ở đây của nó ghi là 2 ngày 10 tiếng nữa là xong event mũ, thì 7 ngày thì sẽ đến event cuộn. Thì xong tức là thế nào? Tức là sáng hôm thứ 6 thì mình sẽ có mấy tiếng để đến event cục xăm ấy. Tại vì anh em trừ đi còn khoảng từ 7 giờ sáng đến chiều là khoảng 7 tiếng event cục xăm, thì anh em vẫn có thể để xăm ra con tướng đắc xong để làm nhiệm vụ đắc này được anh em nhé. Thì anh em có thể đợi những ngày cuối anh em làm nhiệm vụ con đắc thì sẽ ok hơn. Tại lần này thì tôi cũng mới chỉ làm vòng rưỡi thôi. Cái này thì cũng đang đánh red thôi. Con này thì để tôi xem shop có một số đồ nhá. Tay chân này, tay chân thì cũng thêm đam thôi. Nói chung con này là phiên bản mini của con sao, nó không phải bằng sao được, tại vì sao nó thuần đam thôi, con này cả đam cả hồi máu. Tôi thấy con này hợp lý đi Ancient Beast đấy, tại vì có cả đam đốt này, đấy hợp lý đi với cả con Syrah cũng tăng đam,
tăng mọi nguồn đam, mà con này cũng tăng thêm đam thì hợp lý. Cái lợi nhất của cái event này tôi thấy chắc là cái hòm này thôi này. Hôm này nếu anh em nào hên thì được cái hòm này thì khá lợi. Để tôi xem nó có 5 sao này, một cái 5 sao, hai cái, hoặc là hai cái mastery này, ba cái, hoặc là sao cam. Nếu tôi thấy cái này là ngon nhất rồi này. À, bây giờ nó cũng đổi hoạt ảnh của cái mastery, nó đẹp hơn trước nhiều, giờ trông nó phong phú hơn, trước nhìn trông nó phèn quậy quạt lắm. Đấy thì có thể anh em làm để mở cái hòm này kiếm mastery để nâng thì tôi thấy là khá là ok đấy. Còn cuộn đây thì ít hơn mỗi lần, bình thường 25 50 cơ, giờ được 20 hơi ít. Cái này phút ngon đấy chứ, nếu mà hên mở ra được thì cũng lên được tướng khá là nhanh. Đây chủ yếu anh em mua cái hòm này, hòm này rồi mở cái hòm hoa thôi. Cái này để kiếm dây như mọi lần, có 25 hòm rồi. Dây con này lúc cuối là 50% cơ hội tăng 2 bát. Nói chung mà con này không phải con tướng khỏe, con tướng nào khỏe đọc mới đầu đọc là thấy nó im ba rồi, chứ không phải là đọc một hồi cả át cả xét đồ đọc ai đeo thì nó khỏe đâu. Thì ở đây thì vẫn có một số đồ thông dụng thôi anh em có thể mua. Tôi thì cứ auto cái hòm này thôi để kiếm cái này, rồi ra hòm áp rồi tái nguyên thôi để nâng tướng thôi. Giờ nâng tướng lên 15 sao càng nhanh càng tốt, thế thôi, đơn giản. Game giờ kiểu chỉ vậy thôi. Anh em nào muốn khỏe thì nạp, hầu như bây giờ game nào thế mà nạp nhiều thì nó sẽ khỏe. Xem nào, chắc là anh em bây giờ đang đợi đến event thuyền thôi. Thuyền thì tôi cũng đang nâng rồi, nói chung vẫn lút hàng ngày thôi, nhà đang nhà năm rồi. Đây đang đợi đến tối ga ring xong thì sẽ nâng cấp một cái thuyền nữa, tại tôi cũng chưa nâng cấp xong. Ta nhà này 26 rồi, nâng cái nhà này thì cần 36.000 cơ. Giờ nói chung là đợi event trứng để nâng pet thôi, pet giờ cũng khá là mòm rồi, đợi một số con nữa thôi. Biết ai đánh rồi. Đây ôi xa, nay mấy người đánh lên được 42% rồi, hợp lý đấy nhỉ. Nay có người đánh mà thua mình quá ngon. Ở đây có một số đồ có thể mua, kiểu đá trắng này, xem có bạn nào. Bạn của tôi toàn châu bò, nhìn toàn 40-50k mà thằng này điên rồi. Đánh này nó bút lên gần mắt này, này đánh gì. Cái này nó tăng cái Ancient Wisdom. Tương lai nếu mà cái Ancient Beat mà dễ hơn mà tướng tăng được nhiều stat chỉ số lên thì cũng khá là dễ đánh. Con Sarot này, có artifact nhìn có cái skin nó nhìn trông oai thật. Thằng này cũng nạp nhiều. Linda này, ôi trời ơi, Linda bảng Quy. Bảng này toàn khỏe, Sapphire này, Raul này, Linda này, mấy Linda, rất lắm Linda thật đấy. Cả con này này, con team này thì mình không ăn được nó rồi, nó lại thua mình, thấy buồn cười. Ôi, Chen, thì anh Pisu, còn mấy con sao khỏe phết. Con này cũng bán này, Stargaze cũng khỏe. Nếu mà gặp thì chắc phải đánh nó đầu tiên rồi. Thì mày phải đấy, nói chung mà ăn được chỉ tầm 10-15%. Bạn này nhiều tay to đấy nhỉ, Marco Opeo này, bạn này nào cũng nhiều. Con này lỡ để pet cho team công rồi, chưa đổi nó sang thủ nên là chỉ số nó hơi yếu thì. Nói chung cái bảng này nếu mà đánh chắc thì khả năng thì được top 15 hoặc khoảng đấy. Event thì cũng chưa có gì mới cả, chắc đợi bao giờ có event pet thì tôi sẽ nói sau.
Hiện tại thì con tướng mới thì tôi thấy nó khá là yếu, không phải khỏe lắm. Hạp thì cũng được, nhưng mà không phải đi PVP được, chủ yếu để đi một số chế độ khác thôi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của tôi nha. Anh em có câu hỏi gì thì cứ comment phía dưới cho tôi nha. Xin chào.